Đây, Hoàng Phi xin trân trọng giới thiệu. Hoàng Phi YouTube Trai Điện Quán Việt Nam hôm nay mới rút tiền YouTuber đây mọi người. Rút 6 triệu để ăn tiêu xài vặt các bạn. Còn khoảng chừng mười mấy triệu chưa rút hết các bạn ạ. Đó. Cái tiền mồ hôi nước mắt xương máu mình đi làm YouTuber hơn 2 năm trời đó các bạn. Chạy phần mềm quảng cáo, đề xuất, review, lượt xem, lượt đăng ký các bạn. Và người ta hỗ trợ ủng hộ tài trợ cho mình. Người ta thích kênh mình, người ta tài trợ, ta ủng hộ tiền cho mình làm kênh này các bạn. Rồi với lại tiền chạy xuất, đề xuất quảng cáo á các bạn. Theo các bạn cũng thấy rồi đó. Thấy nói chung tiền nào cũng nấy, nghề nào cũng có, nghề khổ và sớ kẹ các bạn ạ. Rồi mình cắt đi. Các bạn thông cảm nha. Các bạn có live chợ, khán giả live chợ mình cũng chấp nhận thôi. Không phải là mình khoe khoang gì đâu các bạn ạ. Mình chỉ là xe mà hạt cát nhỏ của người ta thôi. Đối với người ta là ta từng tỷ tỷ phú. Còn mình đây là chỉ là bằng hạt cát xe mạc ngoài biển khơi, ngoài biển đông vậy thôi các bạn. Người ta từng tỷ container, vài chục thùng container chở không hết đó các bạn. Còn đây mình là quá bình thường. Đây là quán cà phê Soi, cà phê Cá Coi. Là điện quán đó các bạn mọi người. Bông hoa các kiểu con đa điệu đầy đủ hết tất cả. Nói chung là ai muốn vô đây uống cà phê đều có tất cả đầy đủ. Có cá coi để bán luôn nha các bạn. Rồi, xin phép ngắt nha các bạn.